chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ nồi nấu cám lợn bằng điện công nghiệp, dung tích 200 lít do Dung Doanh sản xuất và cung cấp. Bộ nồi này thì phù hợp dùng cho các trang trại để nuôi lợn. Như trước mắt quý vị và các bạn đã thấy, đây chính là hình ảnh của bộ nồi này. Toàn bộ nồi này thiết kế bằng chất liệu inox rất là sạch sẽ, chống han rỉ và bền đẹp. Khi nấu cám trên bộ nồi này thì chúng ta nấu sẽ rất là nhàn. Bộ nồi này có kích thước đường kính của trong lòng nồi là 65 cm, chiều sâu ở trong lòng nồi là 62 cm, dung tích của bộ nồi này là 200 lít trong lòng nồi. Đây chính là cái hình ảnh phía trong lòng nồi. Bộ nồi này sử dụng cơ chế đun nấu đun cách thủy bằng nhiệt dầu để dẫn nóng ra đáy xoong và thành xoong. Do đó khi mà chúng ta nấu cám lợn hoặc nấu các cái đồ cô đặc khác trên nồi này sẽ không bị khê và bị cháy. Đây là gọi bộ nồi chống khê, chống cháy. Đây chính là phần phía thành nồi. Thành nồi này thì bao gồm có một lớp khoang đun cách thủy để chứa dầu, và lớp ngoài cùng này là lớp bọc bảo ôn giữ nhiệt. Đây chính là phần phía lỗ để tiếp dầu khi chúng ta sử dụng. Khi mà chúng ta sử dụng trong quá trình dùng bộ nồi này thì chúng ta sẽ sử dụng 20 lít dầu cho lần đun nấu đầu tiên. Còn về sau khoảng 2-3 tháng thì chúng ta sử dụng tiếp thêm dầu vào lỗ tiếp dầu này. Đây thì chính là ống thăm mực dầu cho chúng ta khi sử dụng. Với công nghệ đun nhiệt dầu là công nghệ đun mới nhất hiện nay, nó sẽ khác so với đun bằng nhiệt hơi. Có nghĩa là cái lượng dầu chúng ta đổ vào là 20 lít vào ban đầu cho lần đầu tiên sử dụng. Còn về sau khoảng 2-3 tháng thì lượng dầu hao sẽ không nhiều như nước. Chúng ta chỉ cần tiếp thêm nửa lít hoặc 1 lít trong quá trình chúng ta sử dụng. Sẽ khác với so bằng đun bằng nhiệt hơi thì chúng ta phải tiếp nước và phải trông nước thường xuyên, vì hơi nước sẽ nhanh bị cạn. Đây thì chính là bộ phận điện để điều khiển công suất chúng ta khi hoạt động. Bộ đồ này tích hợp ra 3 chế độ chúng ta để chúng ta đun nấu. Ban đầu tiên khi chúng ta sử dụng cần đun cho cám lợn nhanh sôi, chúng ta có thể tiến hành chúng ta bật cả 3 chế độ này lên. Sau khi mà cám lợn nó sôi rồi mà chúng ta muốn giảm bớt công suất đi để chúng ta đun ở các mức công suất nhỏ hơn thì chúng ta có thể tắt bớt tùy ý. Tắt bớt 2 chế độ để chạy 1 chế độ, hoặc là chúng ta có thể để chạy 2 chế độ hoặc cả 3 chế độ là tùy chúng ta. Bên cạnh này là chính là chiếc đèn báo điện của các cái công tắc này. Tổng công suất hoạt động của bộ nồi này là 7 kW, và Dung Doanh thì nhận sản xuất tùy theo kích thước của nồi hay là các mức điện khác nhau, điện dân dụng hoặc điện 3 pha tùy theo nhu cầu đặt hàng. Còn chế độ hoạt động của nồi thì chúng ta sẽ có đầy đủ các cái mức công suất to nhỏ. Bộ nồi này là tổng là 7 kW thì sẽ chia được ra làm 3 mức. Mức công suất là 2 kW, và mức công suất là 3 kW và 2 kW. Như vậy chúng ta sẽ có tổng là 3 mức công suất chúng ta khi sử dụng. Bên này thì chính là nguồn điện trở ra ngoài. Bộ nồi này cũng thiết kế có nguồn điện trở sẵn ra ngoài khi chúng ta sử dụng, rất là tiện dụng. Chúng ta về cũng chỉ việc kết nối với nguồn điện ở nhà để sử dụng. Bên phía phần cạnh nồi này thì chính là chiếc van xả cám lợn. Chiếc van này được thiết kế rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta xả cám lợn thì chúng ta cần chiếc van rất là to. Do đó bộ nồi này được thiết kế đặc biệt hơn so với các nồi khác, được thiết kế chiếc van xả cám có kích thước là 2 inch. Tức là van này có đường kính là 60. Khi mà chúng ta thiết kế chúng ta sẽ xả cám ra thì gió sẽ nhanh hơn. Bên lớp phía ngoài cùng này của chiếc nồi nấu cám lợn này chính là lớp bọc bảo ôn giữ nhiệt. Lớp bọc bảo ôn giữ nhiệt trên nồi này cũng được đổ rất là dày dặn. Khi mà chúng ta sử dụng chiếc nồi này sẽ giữ nhiệt rất là lâu, và cái mức nhiệt sẽ không bị hao tổn trong quá ra lớp ngoài vỏ trong quá trình đun nấu. Do đó chiếc nồi này sẽ tiết kiệm điện năng và có thể ủ giữ nóng đồ trong khi quá trình mình đun nấu rất là nhanh, không bị mất nhiệt.
Thông thường như khi chúng ta nấu cám mà chúng ta muốn giữ nóng các cái cám, hoặc là trong quá trình chúng ta nấu thì tầm khoảng 3-4 tiếng sau thì cám mới nguội. Chiếc nồi này ủ nhiệt rất là tốt. Đây chính là phần nắp vung nồi. Chiếc nắp vung nồi cũng được thiết kế rất là sạch sẽ. Toàn bộ nắp vung nồi này được thiết kế cho nước hoặc là các đồ khi chúng ta đun nó sẽ chảy vào trong, rất là sạch sẽ, nước không bị dây ra phía ngoài. Phía ngoài nồi này thì chúng ta vệ sinh rất là dễ dàng, chúng ta có thể lau chùi. Trên đây là toàn bộ chương trình giới thiệu sản phẩm do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết quý vị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0985 322 325 hoặc 0934 439 112. Hay quý vị các bạn có thể truy cập vào website dungdoanh.com để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.